Rồi bây giờ mình sẽ trình bày một cái cách để mình mở một cái lớp học trên Google Class nha. Này, vô Google Class nè. Trong mấy cái app của Google nó có cái Google Classroom nè. Chọn vô cái này. Xong bây giờ mình muốn ở đây mình có hai cái lớp sẵn là lớp 8TC là lớp 10TC nè. Bây giờ mình muốn tạo thêm một lớp nữa. Tạo thêm một lớp nữa thì mình chọn thôi, cộng thôi. Click Class nè. Chọn vô Continue hết đi. Rồi lớp này tên gì? Ví dụ như là lớp ta 9KC đi ha. Lớp 9KC 2019 2020 hay là 2020 đi, 2021 đó. Rồi section subject này nói chung là này là lớp giải toán đi, toán không chuyên ha, luyện thi và năng khiếu. Còn cái room này chắc là cái phòng học thôi, học Star Education đi, phòng A1 A đi, A1 chấm 1 1 đi, 1.1 đó. Rồi xong. Rồi trong này nó sẽ có những cái code nè. Cái code này là cái code mà mình có thể gửi cho học sinh để học sinh nó đăng nhập vào lớp học nè. Đó, mình có thể invite theo kiểu là invite cũng được, nhưng mà mình gửi code này cho tụi nó vào thì nó mình quản lý cái này nè. Cái việc hàng tuần ha, mình có thể tạo cho nó, ví dụ như là có bài tập về nhà, mình giao trong bài tập về nhà thì nó sẽ có cái thời gian nộp, hạn nộp, và nó có thể chụp hình nó gửi lại cho mình chấm điểm luôn đó. Đây là danh sách học sinh nè, mình có thể invite theo email cũng được, nhưng mình thôi tốt nhất mình chưa gửi email cho nó, gửi cái code này cho nó đăng nhập. Lớp này chưa có ai hết. Đây là cái bên ngoài là những cái việc hàng ngày, có thể là boss boss file để tập cho tụi nó làm. Lớp này thì mình mới tạo, mình quay lại cái lớp cũ của mình đi. Lớp cũ của mình là 10TC nè. Thì hôm qua mình đã, đây là bài tập. Mình hỏi bạn nào có cách giải gì không, thì có một số bạn nó đưa vào đây nè, đưa chụp hình vào nè. Rồi đây là bài tập nè, bài tập mình gửi cho tụi nó làm đó. Rồi công việc hôm qua mình cho một bài kiểm tra đây, click vô đây thì mình sẽ thấy là xem nó coi là những cái bạn nào là nộp nè đó. Đây là một số bạn nộp, và những cái bạn nộp này nó lưu ảnh lại hết nè, lưu ảnh lại hết để cho mình chấm nè đó. Đây là những bạn đúng hẹn. Còn một số đứa là nộp trễ nè. Đấy, nộp trễ, missing nè. Đó, thì những đứa nó nộp thì nó đều gửi đây hết rồi nè. Mình sẽ chấm điểm và cho điểm trực tiếp ở đây luôn. Đó, mình cho điểm đây luôn. Mấy thằng nộp trễ là chắc chắn phải trừ điểm rồi. Rồi, vậy thôi, nó có hết trong này rồi. Đó, thì đó là một cái... Đây là việc bài làm của học sinh ha. Ok. Để thôi. Quay lại cái này thì nó chỉ chú ý là vậy thôi. Mình có thể quản lý điểm của nó. Điểm, đây là điểm nè. Điểm cái bài kiểm tra vô. Đấy, đây là danh sách của học sinh. Mỗi cái đều có email hết. Rồi, chúc bạn mở một cái lớp học tốt trên cái này. Xin chào và hẹn gặp lại.